Cảm ơn em. Màu xanh chị thấy là bắt đầu nó lan man, chị thấy là đang mất cái sự tập trung bởi những gì em nói. Lúc đấy mình khá là lo, mình cảm thấy hơi tiếc nuối một chút bởi vì là mình vẫn còn rất là nhiều những ý tưởng trong đầu để có thể nói tiếp. Bạn đã quá bám sát vào cái hộp quà, bạn chưa nghĩ ra được cái sự liên kết giữa cái son môi và cái hashtag của bạn đang nhận được. Cái hashtag của mình đó chính là Conquer the World. Về hình ảnh cây son nhỏ bé đại diện cho một người phụ nữ, vậy thì người phụ nữ như thế nào mà có thể chinh phục được thế giới? Thực sự nó không còn liên quan đến là cây son, nó là phải make up nữa. Phụ nữ bây giờ hoàn thiện mình hơn nữa ở những các lĩnh vực khác, và quan trọng đó chính là kiến thức mới chinh phục được thế giới. Có một số bạn dường như vẫn chưa hiểu được dụng ý cũng như là cái ý đồ mà ban tổ chức hướng các bạn tới. Unimedia. Và xin mời các thí sinh tiếp theo đến với bữa tiệc ngày hôm nay. Thí sinh có số báo danh 343 và 200. Xin mời các bạn. Cảm xúc của Hương Ly như thế nào? Hình như là hào hứng đến với bữa tiệc này lắm đúng không? Hiện tại thì Ly đang cảm thấy rất là hào hứng bởi vì gặp những người chị em thân thiết không chỉ ngoài đời của Ly mà là những người mà Ly rất là ngưỡng mộ. Hy vọng sẽ không có nhiều áp lực gánh nặng trên đôi vai của mình. Thật ra ngồi đây thì không thân nữa nha Ly. Mời Ly xem trong đây có điều gì bất ngờ. Dầu gội dược liệu Nguyên Xuân và kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu. Nourish Yourself, một cái sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên là dầu gội và kem đánh răng. Bản thân những cái điều mà mình đang sử dụng hàng ngày á, nó ảnh hưởng rất lớn tới môi trường. Bản thân em cũng rất là bất ngờ khi mà có tìm hiểu về những cái sản phẩm dược liệu như này. Vì thứ nhất nó không chỉ là bảo vệ môi trường, cái thứ hai mà nó có rất là nhiều tác dụng tốt cho cơ thể mình. Những cái sản phẩm này là có nguồn gốc xuất xứ từ thiên nhiên, rất là tốt cho cơ thể mình, nó không bị ảnh hưởng bởi chất hóa học nào hết. Những sản phẩm này mình dễ dàng biết được chính xác cái thành phần mình đang sử dụng là gì. Giống như là đây, sản phẩm có thành phần từ các dược liệu thảo mộc thiên nhiên để mình dễ dàng chọn cho gia đình mình. Tôi biết tôi đang xài gì và tôi biết là cái thứ gì tốt cho chính cái vấn đề tôi đang gặp chẳng hạn. Thì Ly hy vọng rằng là chính phụ nữ chúng ta, những người chị em có quyền quyết định trong gia đình, những người đã và đang sử dụng mỹ phẩm nhiều nhất trên thế giới này, có thể tự thay đổi được cái thói quen sống của mình, thay đổi được cái cách sinh hoạt của mình để góp phần tạo nên một môi trường lành mạnh hơn. Nourish Yourself không chỉ là nuôi dưỡng bản thân mình mà nuôi dưỡng về ý thức của con người mình và nuôi dưỡng cho cả một tương lai, một thế hệ tiếp theo là con cháu của chúng ta và cả môi trường chúng ta đang sống. Thùy cũng đã chấm Hương Ly năm 2019 và Thùy thấy là cái sự tiến bộ và cái sự thay đổi của bạn rất là nhiều. Hương Ly có một cái tư duy về môi trường cũng như là kiến thức về việc mà biến đổi khí hậu nè, ô nhiễm môi trường rất tốt. Về phần chung á, các sản phẩm đến từ thiên nhiên đều có một cái giá thành nó cao hơn mà điều kiện kinh tế đôi khi không cho phép. Như thế nào để mà họ có thể đáp ứng được cái nhu cầu là vừa chăm sóc được bản thân mình, vừa có thể cải thiện được ý thức bảo vệ môi trường? Đó là một vấn đề mà cũng rất là hay thường gặp, bởi vì Ly cũng đã từng gặp khi mà Ly bắt đầu tìm hiểu về cái việc sử dụng những sản phẩm thiên nhiên và nó có phân khúc về giá cả rất nhiều. Và Ly nghĩ rằng là dựa vào tình hình tài chính của bản thân mình để mình cân nhắc lựa chọn những sản phẩm phù hợp. Bây giờ tại thị trường Việt Nam cũng có rất là nhiều cửa hàng mình sử dụng cái lọ thủy tinh rồi mình refill, vậy là mình có thể giảm được cái phần về chi phí về phần sử dụng lọ rồi, thì đó cũng là một cách tiết kiệm và bảo vệ môi trường rất là lớn. Thì nếu như mà không có tìm được những cái chỗ để làm đầy những cái sản phẩm đó thì những cái bao bì hay là những cái vỏ ở ngoài thì em sẽ xử lý như thế nào? Ly cảm giác là câu hỏi này nó cũng khó nhưng mà nó cũng dễ, nhưng mà đặc biệt là nó khá là xa so với chủ đề mà bản thân Hương Ly đang gặp phải trong cái thử thách lần này. Quan điểm không ai đúng hay sai, chỉ là các bạn giải quyết cái vấn đề đó như thế nào để cho tôi thấy con người bạn như thế nào mà thôi. Em nghĩ rằng là những sản phẩm như thế này thì mình vẫn có thể sử dụng cho những lần sau. Những cái chai như này nếu như mà em không sử dụng nữa, em vẫn có thể tiếp tục đựng những cái sản phẩm khác mà em hay dùng. Có lẽ chị Mô Thủy cũng muốn thử thách bản thân mình để làm sao bản thân Hương Ly có thể vượt ra khỏi được cái giới hạn. Em nói rất là hay về việc bảo vệ môi trường, tái sử dụng các kiểu, nhưng mà chị có một lần đi shopping với em và chị nói là em sử dụng bớt bọc ni lông lại. Em tỏ ra rất là khó chịu và em cảm thấy chị là một người như trên trời rơi xuống. Tại sao em lại có sự thay đổi này? Rõ ràng cái câu chuyện này chỉ là một phía, bản thân mình không từng nhớ về câu chuyện đó. Cái sự thay đổi này là đến từ khi mà em đã biết nhiều hơn về cái lĩnh vực này. Ban đầu em chỉ nghĩ là làm về thời trang, và sau đó ở Việt Nam, ví dụ như Phương Khánh cũng là một người rất là hoạt động tích cực trong lĩnh vực sống xanh. Sau khi mà Ly được nói chuyện với nhiều người và được quan sát từ những nhiều người ảnh hưởng tích cực như thế, và em cũng đã được mở rộng thêm cái điều đó. Cái nhận thức này nó phải được thay đổi khi bản thân bạn gặp một cái người nào đó truyền cảm hứng tích cực tới bạn một cách rõ nhất. Mọi người sẽ đánh thẳng vào cốt lõi vấn đề, khiến em phải tự giác ngộ rằng nó thật sự nghiêm trọng. Con người sẽ có lúc có thời gian mình chưa đúng,
Và bây giờ mình đã trở nên hoàn thiện hơn. Ai cũng gạt bỏ quá khứ của mình thì làm sao có một phiên bản tốt hơn. Thì hiện tại thì Ly đang là đại sứ của dự án Empower Women Asia, là một trong những dự án nhằm thay đổi nhận thức của mọi người về thời trang bền vững, và đồng thời cũng hỗ trợ phụ nữ làng nghề dệt Việt Nam để có thể lưu giữ được nét văn hóa của Việt Nam. Và rất là hy vọng rằng là thời trang bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải bảo vệ môi trường nữa. Hy vọng rằng Ly sẽ hoàn thành được tốt cái nhiệm vụ của mình. Hương Ly luôn luôn là một cô gái rất là thông minh và rất là nhanh nhẹn. Khi mà Hương Ly quay trở lại thì chắc chắn Ly là một trong những chiến binh rất là xuất sắc. Ngày hôm nay cũng là một thử thách rất là khó khăn của Hương Ly khi mà phải đối diện với cái sự dồn dập của ban giám khảo. Đây là cơ hội để mình chia sẻ nhiều hơn cho ban giám khảo hiểu rõ hơn về vấn đề mà Hương Ly đang muốn truyền tải. Và 200 ơi, ngay bây giờ chương trình sẽ gửi đến em một món quà vô cùng đặc biệt. Chị Hương Ly đã nói ngay trước mình và phần trình bày của chị ý thực sự là mình rất là ấn tượng. Trình bày ngay sau chị ý thì là mình thực sự là cảm thấy khá là lo lắng. Trên tờ giấy có ghi Can Cure the World. Thỏi son này là một thỏi son rất là bé nhỏ, nhưng mà nó lại ẩn dụ cho một điều lớn lao hơn ạ. Đó là sức mạnh của trang điểm có thể tôn vinh lên vẻ đẹp của người phụ nữ ạ. Suy cho cùng thì chúng ta trang điểm vì chính bản thân chúng ta, không phải là vì một người đàn ông nào cả. Make up và son môi làm tăng sự tự tin cho người phụ nữ. Và đây là một ngành công nghiệp mỹ phẩm dành riêng cho phụ nữ. Năm em 16 tuổi, em đã được đánh lần đầu tiên trên môi mình màu son đỏ rực. Khi mà em nhìn vào trong gương, đây là một hình ảnh mạnh mẽ, quyền lực, tự tin mà em chưa bao giờ thấy trước đó. Một hình ảnh của em, nhưng mà khác biệt, hình ảnh cái đôi môi đỏ rực đó của em là màu đỏ trong lá cờ của tổ quốc của em, tượng trưng cho sự hy sinh, tượng trưng cho sự quyết thắng, quyết chiến và là sự mạnh mẽ của một con người Việt Nam. Từ đó trở đi thì trong túi em luôn luôn có một thỏi son đỏ. Cảm ơn em. Màu son chị thấy là bắt đầu nó lan man, chị thấy là đang mất cái sự tập trung bởi những gì em nói. Lúc đấy mình khá là lo, mình cảm thấy hơi tiếc nuối một chút bởi vì là mình vẫn còn rất là nhiều những ý tưởng trong đầu để có thể nói tiếp. Bạn đã quá bám sát vào cái hộp quà, bạn chưa nghĩ ra được cái sự liên kết giữa cái son môi và cái hashtag của bạn đang nhận được. Cái hashtag của mình đó chính là Conquer the World, về hình ảnh cây son nhỏ bé đại diện cho một người phụ nữ. Vậy thì người phụ nữ như thế nào mà có thể chinh phục được thế giới? Thực sự nó không còn liên quan đến là cây son nó là phải make up nữa. Phụ nữ bây giờ hoàn thiện mình hơn nữa ở những các lĩnh vực khác, và quan trọng đó chính là kiến thức mới chinh phục được thế giới. Có một số bạn dường như vẫn chưa hiểu được dụng ý cũng như là cái ý đồ mà ban tổ chức hướng các bạn tới. Thùy rất là tiếc về điều đó. Đôi khi em khoan conquer the world đi, conquer yourself too. Thank you em. Mọi người cũng biết rồi, giám khảo thì cũng có sức mạnh, hai tay cũng có như đó thôi, các bạn lại không kịp, bạn đã đi xa quá rồi.